cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa. Đi lên và đi lên. Chương trình phát thanh Tiếng Nói Quê Hương do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách, phát thanh trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM lúc 7:30 đến 8:00 mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Xin thân chào toàn thể quý đồng hương Việt Nam. Kính thưa quý ông bà anh chị em, rất vui được gặp lại ông bà anh chị em trên đài 1600 AM Tiếng Nói Quê Hương. Hôm nay tôi rất là vui được gặp quý vị, và đặc biệt là chúng ta bắt đầu một cái chương trình đặc biệt là đọc lời của Chúa và suy gẫm lời của Chúa. Tôi muốn đọc đoạn Kinh Thánh ở trong sách Luca đoạn thứ 18, từ câu 18, và đặc biệt là câu chuyện về một người trai trẻ giàu có. Câu chuyện này cũng được chép trong sách Matthew đoạn thứ 19 và Mark đoạn thứ 10. Như vậy là ba sách phúc âm, ba sách tin lành đều chép đến cùng một câu chuyện. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta nghe lời của Chúa, và có cơ hội chúng ta sẽ tìm hiểu lời của Chúa để có thể áp dụng vào đời sống của chúng ta hôm nay. Chúng ta bắt đầu sách Luca đoạn thứ 18. Bây giờ có một quan hỏi Đức Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi đã biết cái điều răn này: Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ nói chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ. Người ấy thưa rằng: Tôi đã giữ các điều ấy từ nhỏ. Đức Chúa Giêsu nghe vậy bèn phán rằng: Còn thiếu cho ngươi một điều, hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời. Bây giờ hãy đến mà theo ta. Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu vì giàu có lắm. Đức Chúa Giêsu thấy người buồn rầu bèn phán rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó biết dường nào. Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Những người nghe điều đó nói rằng: Vậy thì ai được cứu? Chúa đáp rằng: Sự chi người ta không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Phê-rơ bèn thưa rằng: Này, chúng tôi đã bỏ sự mình có mà theo Thầy. Đức Chúa Giêsu phán rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con, thì trong đời này được lãnh nhiều hơn, và đời sau được sự sống đời đời. Đó là lời của Chúa. Bây giờ, hôm nay chúng ta có sự hiện diện của một người trẻ là Thầy Lê Minh Thảo. Tôi muốn mời Thầy Lê Minh Thảo đọc một cái bản dịch mới, bản dịch khác, cũng đoạn Kinh Thánh này, để chúng ta hiểu rõ thêm. Thầy có thể đọc bản diễn ý hay không? Bản diễn ý trong cùng đoạn Kinh Thánh này. Kính chào quý ông bà, quý anh chị em. Tôi xin được phép đọc đoạn Kinh Thánh của chúng ta suy gẫm hôm nay. Đây là bản dịch của nhóm các giờ kinh phụng vụ, sách Luca đoạn 18, từ câu 18. Có một thủ lãnh hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp? Đức Giêsu đáp: Sao ông nói tôi nhân lành? Chẳng có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn ông biết các điều răn: Chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, hãy thảo kính cha mẹ. Ông ta nói: Tất cả những việc đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Nghe vậy, Đức Giêsu bảo ông:
ông còn thiếu một điều là hãy bán tất cả những gì ông có mà phân phát cho người nghèo. Ông sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Nghe vậy, ông ta buồn lắm vì ông rất giàu. Đức Giê-xu nhìn ông và nói, những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Quả vậy, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Những người nghe Đức Giê-xu nói liền hỏi, thế thì ai có thể được cứu? Người đáp, những gì không thể được đối với loài người thì đều có thể được đối với Thiên Chúa. Ông Phê-rô thưa, thầy coi, về phần chúng con đã bỏ những gì là của mình mà theo thầy. Người đáp, thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì nước Thiên Chúa mà lại không được gấp bội ở thời này và không được sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Cảm ơn thầy Thảo. Rất là vui vì thầy có đọc cái bản dịch của Giáo hội Công giáo. Cả hai đều cùng là sách Phúc âm cả. Chỉ có cái lối dịch hơi khác nhau một chút, hay là cái từ nó hơi khác nhau một chút thôi, nhưng mà nội dung hoàn toàn giống nhau. Thầy có thể đọc thêm cái bản diễn ý hay không? Bản diễn ý thì đây là một bản dịch mới. Nó là có cái ý nghĩa y như vậy đó, nhưng mà cái từ nó hơi khác nhau một chút. Chẳng hạn như là trong bản dịch cũ của Tin Lành đó là nói về Đức Chúa Trời, thì bản dịch Công giáo thì nói về Thiên Chúa, nhưng mà bản dịch diễn ý thì là nói về Thượng Đế. Thì chúng ta để ý như vậy, chỉ cần đọc để mà biết, rồi sau đó chúng ta sẽ có cơ hội bình luận sau. Dạ, cảm ơn mục sư. Đây là bản dịch diễn ý sách Luca đoạn 18 từ câu 18. Một nhà lãnh đạo Do Thái hỏi Chúa Giê-xu, thưa Thầy Thánh Thiện, tôi phải làm gì để được sống vĩnh cửu? Chúa Giê-xu đáp, tại sao ông gọi tôi là Thánh Thiện? Chỉ có một đấng Thánh Thiện là Thượng Đế. Hẳn ông biết các điều răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối, phải hiếu kính cha mẹ. Ông tự hào, từ thuở nhỏ đến giờ, tôi luôn luôn vâng giữ các điều răn đó. Chúa Giê-xu nghiêm nghị, ông còn thiếu một điều. Bán hết tài sản, lấy tiền phân phát cho người nghèo để chứa của cải trên trời, rồi theo làm môn đệ tôi. Nghe Chúa dạy, ông rất buồn rầu vì tài sản quá nhiều. Chúa nhìn ông, bảo các môn đệ, người giàu vào nước trời thật khó. Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước của Thượng Đế. Mọi người nghe đều ngạc nhiên. Vậy thì ai được cứu? Chúa đáp, Thượng Đế có thể làm những việc người ta không làm được. Phê-rơ thưa, chúng con đã bỏ nhà cửa để theo thầy. Chúa đáp, ta quả quyết với các con, ai bỏ nhà cửa, anh em, cha mẹ, vợ con vì nước trời sẽ nhận lại gấp trăm lần trong đời này và đời sau được sống vĩnh cửu. Và cảm ơn thầy Thảo đọc Kinh Thánh. Rất là vui vì chúng ta thấy cùng đoạn Kinh Thánh mà được dịch qua ba cái bản dịch khác nhau. Và đây là một đoạn Kinh Thánh rất là quan trọng, có thể áp dụng cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay trên đất Mỹ, cũng có thể áp dụng cho toàn thể loài người ngày hôm nay trên khắp cả thế giới. Và những vấn đề được đưa ra ở đây thì rất là quan trọng. Chúng ta sẽ dành thời gian để thảo luận và đặt câu hỏi và tìm ra câu trả lời. Tuy nhiên có lẽ vì thời gian có giới hạn, chúng ta sẽ không có nói hết được.
và chúng ta sẽ đi từng phần về những cái chủ đề được nêu lên ở trong đoạn kinh thánh này. Thứ nhất đây là người đặt câu hỏi là có bản dịch để là một quan, một ông quan để hỏi Chúa Giêsu. Rồi một cái bản dịch thì giải thích thêm đây là một người trai trẻ. Rồi cái thái độ của người này thì có chỗ nói rằng như sách Ma-thi-ơ nói là người đó chạy đến và quỳ trước mặt Chúa. Như vậy thì chúng ta thấy đây là một người trẻ nè, giàu nè. Và người này cũng có được cái ưu điểm rất là tốt là giữ đạo nữa. Bởi vì ông giữ đến 10 điều răn, Chúa hỏi là ông nói là tôi làm hết. Cho nên đây là vấn đề mà tôi nghĩ rằng có nó động đến mỗi đời sống của chúng ta đó. Chúng ta có cùng một cái nhu cầu là làm thế nào để được sự sống đời đời, làm thế nào để được vào nước của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta xem thử điều kiện như thế nào. Và cái người trai trẻ này thì đối với đời đó thì ông cảm thấy mình có đủ điều kiện rồi, phải không? Và đối với người khác thì họ nghĩ rằng chỉ có những người giàu á mới là được phước. Mà ông này ông giàu rồi. Rồi thứ hai là về khỏe mạnh thì ông là người trẻ rất là khỏe mạnh. Và về đạo đức á, thì ông này là người giữ tất cả cái điều răn. Ông rất là hạnh vì ông nói rằng tôi giữ điều răn của Chúa là từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ. Cho nên ông rất là sung sướng. Nhưng mà khi nghe Chúa giảng về nước Đức Chúa Trời đó, nói về đời sau đó, nói về đời này, nói về đời sau á, thì ông bắt đầu ông kiểm tra coi thử với sự hãnh diện của mình, ông tưởng mình là có đủ hết mọi sự. Cho nên khi ông đấy ông hỏi Chúa thì Chúa hỏi ông giữ điều răn chưa, thì ông nói rằng tôi đã giữ từ khi còn nhỏ. Nhưng mà nghe Chúa nói ngươi còn thiếu một điều. Cho nên không biết thì Thảo nghĩ sao về câu nói của Chúa Giêsu với một người như vậy đó. Một người ngày hôm nay trên thế giới là một người rất là giàu, phải không? Một người rất là đạo đức ha. Nhưng mà khi đến với Chúa thì Chúa nói người còn thiếu, không có thể vào nơi Đức Chúa Trời, chỉ bị thiếu một điều thôi. Thế thì bây giờ thì nghĩ như thế nào và áp dụng như thế nào trong cái bài học này hôm nay? Thưa mục sư và thưa quý ông bà anh chị em, câu chuyện này làm cho chúng tôi và riêng chính mình tôi cũng giật mình. Bởi vì câu nói của Chúa Giêsu, ngươi còn thiếu một điều. Như vậy thì chúng ta theo Chúa, chúng ta muốn vào được nước của Chúa. Không riêng gì mỗi chúng tôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta có những cái bối cảnh văn hóa, cuộc sống khác nhau, có niềm tin tôn giáo khác nhau, có cái nhu cầu khác nhau, có đời sống khác nhau, có vị trí trong xã hội khác nhau, thì chúng ta cũng vẫn còn thiếu một điều. Giống như Chúa Giêsu nói, ngươi còn thiếu một điều. Như vậy thì điều đó là điều gì? Điều đó với tôi là điều gì? Và điều đó với mỗi quý ông bà anh chị em là điều gì? Cho nên nếu như chúng ta còn thiếu một điều đó thì chúng ta cũng không thể vào được nước Thiên Chúa, nước Đức Chúa Trời. Tôi mong ước rằng chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn đoạn này để chúng ta tìm được cái chìa khóa vào nước thiên đàng cho mỗi người chúng ta. Và Chúa muốn nói điều gì với toàn thể nhân loại này? Người thì có của cải, người thì có tôn giáo, người thì có niềm tin, người thì có sự tin kính, người thì có sức khỏe, giống như mục sư Nguyễn Văn Huệ vừa nói. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn còn thiếu một điều, phải không? Vậy thì điều đó là điều gì? Chúng ta sẽ thảo luận về điều đó nhiều hơn. Mục sư có ý gì không, mục sư? Cảm ơn thầy Thảo. Hôm nay là chúng ta đọc đến ba cái bản dịch về cùng một đoạn kinh thánh. Và chúng ta thấy cũng có cùng một cái nhu cầu là làm thế nào để vào nước Đức Chúa Trời. Và đây là những câu hỏi rất là quan trọng mà mỗi người chúng ta có thể áp dụng. Tuy nhiên, bài học lớn mà tôi học hôm nay đó là chúng ta phải tìm biết ý Chúa hay là ý muốn của Đức Chúa Trời
quan điểm của Chúa Trời, câu trả lời từ Đức Chúa Trời. Còn loài người của chúng ta hay là tôn giáo mà chúng ta đang thấy trên thế gian này đó, thì ai trong chúng ta cũng hoặc là theo tôn giáo này hay tôn giáo khác, rồi có cái sự tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình ở trong đời này. Chúng ta có hết tất cả mọi sự, nhưng mà cái quan điểm của loài người thì có khi là đúng trước mắt người này mà không đúng trước mắt người kia. Nếu mình theo tôn giáo này thì mình cho rằng tôn giáo này là đúng, câu trả lời của tôn giáo này là đúng, phương cách của tôn giáo này là đúng. Tuy nhiên cái bài học hôm nay mà tôi nghĩ là chúng ta có thể kết luận đó là trước hết chúng ta phải tìm biết ý của Chúa cái đã, ý muốn của Đức Chúa Trời. Bởi vì muốn vào nước trời thì phải theo cái điều kiện của Đức Chúa Trời, theo cái nhìn của Đức Chúa Trời chứ không phải là theo nhìn của con người, theo điều kiện của Chúa chứ không phải theo điều kiện của chúng ta, theo tiêu chuẩn của Chúa chứ không phải tiêu chuẩn của chúng ta. Cho nên tôi nghĩ đến ông bạn chị em cùng tôi là có nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề sự sống, rồi trong đoạn kinh thánh này có vấn đề của đời này và đời sau, vấn đề dư hay thiếu, đủ hay thiếu. Những vấn đề này làm thế nào cụ thể, làm thế nào để thỏa lòng, tất cả những điều này là những vấn đề rất là lớn mà đoạn kinh thánh này có câu trả lời. Cho nên chúng ta tạm dừng ở đây bởi vì thì giờ, để chúng ta sẽ thảo luận một cách đầy đủ hơn trong những lần tới, và nhất là chúng ta có thì giờ để suy nghĩ. Có lẽ quý vị sẽ tra cứu lại, nên tìm đọc lại, tìm đọc kinh thánh trước, bởi vì kinh thánh không phải chỉ có đoạn này mà còn có nhiều đoạn khác, cũng có bản dịch này, cũng có những bản dịch khác. Vấn đề là chúng ta tìm ra được những bài học có thể áp dụng cho đời sống của mình. Tôi rất là vui, cảm ơn thầy Thảo đọc kinh thánh hôm nay và cảm ơn quý vị lắng nghe câu chuyện chúng ta sẽ bàn đến hôm nay, và hy vọng trong tuần tới chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái câu chuyện này, mở đầu cho việc chúng ta tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho mỗi đời sống của chúng ta trong khi chúng ta còn sống ở trên đất. Tôi cầu chúc cho thầy cô cũng như toàn thể quý vị hãy vui hưởng những ngày trời trên đất. Đó là một cái lời hứa của Chúa cũng như là một cái phước hạnh dành cho chúng ta. Hãy vui hưởng những ngày trời trên đất. Tức là chúng ta biết chắc mình được sẽ tiếp tục vui hưởng nước trời trong đời này và cả đời sau. Xin kính chúc gia đình và quý vị mọi người được bình yên và hẹn gặp lại trong kỳ tới. Xin Chúa ban phước và nhìn giữ chúng ta. Amen. Kính thưa quý thính giả đồng hương Việt Nam, hiện nay chương trình Tiếng Nói Quê Hương có nhảy muốn gửi tặng miễn phí cho 100 gia đình thính giả ở vùng Dallas-Fort Worth, mỗi nơi một quyển sách Cha Mẹ Trả Lời Con Cái và một quyển báo hướng đi mùa hè số 75. Xin vui lòng liên lạc cho tòa soạn hướng đi biết tên và địa chỉ nhận sách báo qua số điện thoại 469-493-2307 hoặc là hộp thư PO Box 570-293 Dallas, Texas 75357. Chúng tôi sẽ gửi sách qua bưu điện, hoặc nếu quý vị cho phép thì sẽ mang sách đến tận nhà để thông công. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình đọc sách của Viện Đào tạo Môn đồ Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ đọc sách Bible Answers for Parents of Curious Kids của tác giả Ed Storrs, bản dịch tiếng Việt của Viện Đào tạo Môn đồ Việt Nam, mang tên Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi. Kính mời quý vị lắng nghe. Ba mẹ ơi, tại sao một số người nói không có Chúa? Con ơi, Kinh Thánh nói, kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Thi Thiên đoạn 14. Nhiều người cho rằng họ sẽ không tin điều họ không thể thấy, nghe, ngửi hay chạm. Họ không thích khi họ không thể nhận biết Chúa bằng giác quan. Nhưng cũng chính những người này lại tin có lực hút của trái đất, dù họ không thấy.
và lực hút này vẫn hiện hữu, mặc dù người ta có tin hay không. Tại sao vậy? Bởi vì nó có thật. Con có thể nhận thấy đến 99.99% các trường hợp là không thể thấy được Chúa. Mà thật vậy, sứ đồ Phao-lô gọi Ngài là Đức Chúa Trời không thấy được. Kinh Thánh Cô-lô-se đoạn 1. Ngài vốn như vậy. Kinh Thánh nói Môi-se đã đứng vững như thấy đấng không thấy được. Sách Hê-bơ-rơ đoạn 11. Ông không thể thấy Chúa, nhưng ông vẫn kiên trì theo Ngài. Ông tin rằng Chúa đang ở đó. Con cũng cần làm như vậy, bởi vì chúng ta sống bởi đức tin, chứ không phải bởi mắt thấy. Sách Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5. Con không thể thấy Ngài, nhưng con tin Ngài luôn hiện diện. Con tin Ngài ở đó vì con thấy Ngài bảo vệ, ban sự bình an, tình yêu thương và chu cấp điều cần dùng cho con. Ngài làm những phép lạ nhỏ cho con mỗi ngày. Chính việc Chúa đáp lời cầu nguyện chứng minh Ngài có thật. Điều này còn chứng tỏ Ngài ở gần con và đang chăm sóc con. Thường thì con người phạm tội và không để ý đến Chúa trong một thời gian dài. Rồi Chúa cất đi những dấu hiệu cho thấy Ngài ở đó. Ngài không nhậm lời cầu nguyện của họ nữa, thường là vì họ ngừng cầu nguyện. Chúa lánh mặt khỏi họ. Điều này khiến cho họ phải tìm kiếm Ngài. Rồi họ kêu khóc. Chúa ơi, Ngài ở đâu? Có người hỏi, Chúa có thật sự ẩn mình không? Có. Tiên tri Ê-sai viết, Ngài thật là Đức Chúa Trời ẩn mình. Sách Ê-sai đoạn 45. Nhiều cơ đốc nhân nói về tìm kiếm Chúa, nghĩa là họ cầu nguyện cho đến khi họ cảm thấy Chúa ở gần. Sứ đồ Phao-lô nói họ tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Sách Công vụ đoạn 17. Thường thì mọi người chỉ tìm kiếm Chúa trong một thời gian ngắn và không bền lòng cho đến khi thật sự tìm được Ngài. Vậy nên, con phải kiên trì cho đến lúc biết chắc Chúa ở đó nhé. Sau đây, xin gửi đến quý thính giả bài thơ của thi sĩ Thanh Hữu với tựa đề Trước Khi, được lấy ý theo các câu kinh thánh. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ đặng làm nên thánh, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4. Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Sách Giê-rê-mi đoạn 1 câu 4. Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta. Họ còn nói, ta đã nghe rồi. Sách Ê-sai đoạn 65 câu 24. Trước khi chưa có thế gian, Chúa đã hiện hữu vinh quang trên trời. Trước khi Abraham ra đời, Ngài tạo thế giới với lời quyền năng. Trước khi sáng tạo sao trăng, Ngài dành sự sống vĩnh hằng cho ta. Trước khi ta mới sinh ra, Chúa có kế hoạch đời ta sao rồi. Trước khi ta mới chào đời, tuổi ta ghi sổ ở nơi thiên thành. Dù bao biến cố xung quanh, nằm trong ý Chúa sẵn dành từ lâu. Bao nhiêu rối loạn địa cầu, bao nhiêu dịch lễ biển sâu sóng thần, dù cho chiến trận hạt nhân, Chúa đã cho phép định phân trước rồi. Bạn, tôi nay sống trên đời, đừng quá lo lắng đầy vơi giàu nghèo. Trăm năm nào có bao nhiêu, qua đời tài sản thảy đều hư không. Đời nơi thử nghiệm tấm lòng, nơi nhận cứu rỗi ở trong tin lành, nơi dùng ân tứ thuộc linh, yêu thương phục vụ hiển vinh danh Ngài. Khen chê ai nói mặt ai, lòng ta kiên định hát bài ngợi khen. Mừng vui trong đấng vĩnh hằng, dù đi giữa chốn khó khăn cuộc đời. Nhìn lên thấy Chúa mỉm cười, địa đàng
Chúa đứng đợi nơi ta vào. Ô kìa vũ trụ trăng sao, rạng soi từng bước lối vào thiên cung. Bây giờ đang khi đại dịch đang diễn ra, gia đình chúng tôi lại có cơ hội mới để làm thêm tờ báo nói phát hành hàng tuần. Chúng tôi gọi tờ báo nói này là Tiếng Nói Quê Hương. Tôi xin chân thành cảm ơn đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM đã hợp tác phát thanh chương trình này hàng tuần. Hiện nay chương trình phát thanh đang nhận được sự bảo trợ của Phở Quê Hương và quán ăn TGB Thanks God Blessing. Chúng tôi phát thanh hàng tuần vào mỗi buổi sáng từ lúc 7 giờ rưỡi đến 8 giờ. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân bảo trợ, quý thính giả đang lắng nghe, và chúng tôi cầu nguyện để quý thính giả khỏe mạnh phần xác cũng như khỏe mạnh phần hồn, để ai nấy sẽ vui sống những ngày trời trên đất. Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau, nói chuyện với nhau. Chúng ta sẽ nói về tình yêu hy vọng trong không khí gia đình mỗi tuần, mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn ủng hộ, theo dõi, và chúng tôi ước ao sẽ với sự hợp tác sẽ tiếp tục phát thanh chương trình này hàng tuần. Bạn chân chờ chi nữa, hãy cùng đi với tôi. Bạn chân chờ chi nữa. Chương trình Tiếng Nói Quê Hương xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.